vào buổi sáng cứ hết tiết hai là đến lúc anh em tao đi đái. Nếu cần phải nhắc đến giờ nó ghét hai, thằng nào không đi tao cần phải xét lại. Nhà vệ sinh thì nó đông thật sự, anh em kéo đến cứ như là quân nguyên, nhưng khi vào đái vẫn phải theo trật tự, người ta gọi đó là đi đái luân phiên. Mang phong thái ung dung và thoải mái, bọn tao đi đái không một chút vướng ngại. Vịnh mặt lên trời không cần nhìn phải trái, khuôn mặt nghiêm túc như tổ thống tương lai. Vì nhà vệ sinh cách lớp tao hơi xa, nên khi đi đái như là tập thể dục. Có chuyện gì vui chúng nó đem khơi ra, đi đái vui vẻ lại còn tăng thể lực. Đấy lâu tí nữa có thằng thiết tha, đợi khi cô vào cô giờ còn tiết ba. Có thằng ấp chó đi đái quên xả nước, mùi khai vãi nồn đéo ai mà chịu được. Nhìn tao power, mấy em gái choáng, anh em tao chất nên đéo phải đái máng. Đái vì đam mê, đái để có ghệ, mặc kệ khen chê anh em mình đái đê.